Các bạn thân mến, sau lời thoại phản cảm trong bộ phim Nông dân hiện đại, hãng SBS Hàn Quốc thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi lời xin lỗi. Tổ sản xuất chúng tôi thành thật xin lỗi người dân Việt Nam vì sự việc này mà chúng tôi đã khiến cho các bạn tổn thương. Cuối tuần qua, ông Hyung-ju, Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về lời thoại phản cảm này của bộ phim, ông đã trao đổi với lãnh đạo đài SBS để tìm cách xử lý. Ngay sau đó, tối cùng ngày, đài truyền hình SBS đã gửi đến Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam một email thông tin xung quanh việc xử lý sự cố đáng tiếc này. Đồng thời, SBS cũng kèm văn bản xin lỗi người dân Việt Nam về câu thoại xuất hiện trong tập 2 của bộ phim Nông dân hiện đại. Lời xin lỗi cũng đã được đưa lên website chính thức của đài truyền hình SBS.